Hãy đứng dậy vác giường ngươi và đi. Ngôi lời của Chúa Giêsu đã vào trong vô số người, nhưng đã bị bỏ đi. Người bị bệnh này ban đầu chối đi lời Chúa, nhưng sau đó đã chấp nhận và lấy lời Chúa làm chủ trong lòng. Vâng, Chúa Giêsu ơi, trong cuộc đời của con, con là người thất bại, con rất bi thảm, con sẽ làm theo lời Ngài. Ngày hôm ấy, ngôi lời của Chúa Giêsu đã chiến thắng suy nghĩ của bản thân người đó. Bây giờ trong tôi không phải suy nghĩ cai trị tôi nữa, mà ngôi lời của Chúa Giêsu đã vào lòng và nắm giữ con đường đức tin của tôi, cho tôi lời để giao giảng tin lành, tôi đã tin đi theo ngôi lời đó và giao giảng tin lành chúa không bị giới hạn bởi bất cứ ai nếu ngôi lời của đức chúa trời ấy vào trong tấm lòng tôi thì từ đó tấm lòng của chúa sẽ làm việc trong tấm lòng tôi ngôi lời này là lời của đức chúa trời nếu anh chị em tin ngôi lời thì đức chúa trời sẽ làm việc tin là chấp nhận không tin là từ chối phạm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời anh chị em sẽ được sống cuộc sống đầy ơn phước và vinh hiển